Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay thì Nguyễn lên một phiên bán hàng mới cho ngày 17 tháng 12 năm 2021. Ngày hôm nay thì Nguyễn có rất là nhiều loại mặt hàng, mỗi loại thì một ít thôi. Các anh chị và các bạn chúng ta xem và lựa chọn ha. Các anh chị mua hàng thì vui lòng gọi qua số 0961 851 766. Địa chỉ Vườn Lan thì ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Facebook, Zalo cũng là Lan Rừng Nguyễn Lâm. Ngay bây giờ Nguyễn sẽ quay điện thoại ra phía sau để quay cây cho các anh chị và các bạn chúng ta xem. Mình tiếp tục sẽ lấy những cái giống cây ở trong vườn ra. Hôm nay thì đặc biệt có rất là nhiều giống để chia sẻ cho các anh chị và các bạn chúng ta sưu tầm giống ha. Cây đắt tiền cũng có và cây rẻ tiền cũng có. Cây thì bên em tự sản xuất ra nên các anh chị và các bạn không lo về độ chuẩn giống ha. Những cây ươm nhỏ như thế này. Đó, lúc mới ươm á thì nó ra rễ rồi trồng sơ sơ như thế này. Mình trồng rất đơn giản thôi các anh chị, rễ nó bám vào ngay. Nó lớn hơn một chút thì mình sẽ cho lên trên vườn. Ví dụ như các anh chị và các bạn xem đây, đây là những cái cây mình trồng lâu hơn. Đó, các anh chị thấy là trồng rất đơn giản như thế này thôi. Vỏ thông. Rồi các anh chị thấy không? Lên rất là đều. Nó như thế này. Ở kia. Ở đây. Đây, đây. Những cây lớn hơn thì để làm giống rồi các anh chị, những cây mẹ. Ở phía kia, xa kia là những cái cây mẹ để làm giống. Đó, những cây to. Thì về cái giống cây ở trong vườn bên em, anh chị nào mà theo dõi kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm thì cũng biết. Cây bên em thì hầu hết là những cây tụi em đều làm hoa cho nó chuẩn. Sau đó cắt khúc xuống ươm. Ươm sau đó thì trồng rất là nhiều ở đây. Đó, dọc 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 ở đây, ở đây, ở đây, đây. Lớn hơn một chút thì lại cho lên những cái sạp bên trên và xuất giống. Nói về cách làm ở bên kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm là như vậy ha, không có đi mua giống ở bên ngoài nên các anh chị và các bạn chúng ta không phải lo ha. Trước tiên là một cây năm cánh trắng Nha Trang. Cây này thì tương đối lớn, ngọn thì vừa chớm thắt nha các anh chị. Ngọn của cái mầm năm nay thì vừa chớm thắt. Ở trên thân mẹ thì cái phần ngọn này đã cắt đi làm kỳ và ở trên thân đang có ba cái kỳ. Một kỳ có rễ. Hai kỳ còn lại thì chưa. Về kích thước cái thân mẹ, cái thân năm nay thì được 10 14 cm. Ba cái kỳ. Chậu này mình bán với giá là 5 triệu nha các anh chị, 5 triệu. Ok, năm cánh trắng Nha Trang. Cây này bông thì đẹp rồi. Một cái cây hồng hồng sexy. Một cái cây này thì nó nằm ở trên trên thân mẹ này. Đã ra rễ rất là nhiều rồi. Ra rễ dài này. Đó, nó rất nhiều rễ thì anh chị nào mua mình sẽ cắt ngang ở đây. Gửi đi cho các anh chị và các bạn luôn. Cái cây này thì ngọn nó còn đang đi nha. Thì Nguyễn sẽ bó gọn lại gửi đi cho nó gọn rất là nhanh. Cây hồng sexy này giá là 1 triệu nha các anh chị. Cây này thì giống hiện tại Nguyễn chưa có nhiều đâu. Thỉnh thoảng có một cây để mà chia sẻ giống các anh chị và các bạn thôi. Mặt bông hồng sexy, cây này thì nó mặt bông nó khá là lạ lạ, nó không có, nó có cái nét riêng, nó không có giống một cây nào cả. Đặc biệt ngày hôm nay có một cây cây bỏ chạy. Cây này thì kích thước nó tầm hơn 6 cm. Thắt ngọn mập rồi. Cây này thì nó là một cây chưa được trắng nha các anh chị, nó gọi có thể là gọi là cây ám một chút thôi. Nhưng mà về cái đôi mắt của nó thì tuyệt đẹp và giống trong vườn thì không có nhiều. Lâu lâu cũng có một cái cây như thế này để mà chia sẻ giống cho các anh chị và các bạn thôi. Anh chị nào yêu thích mặt hoa này. Cây bỏ chạy ha. Cây này hoa phải nói là cực kỳ đẹp luôn các anh chị. Mời các anh chị và các bạn xem. Mặt hoa này thật sự ra đừng có nói là trắng hay là ám, cái mặt hoa này nó quá đẹp luôn các anh chị. Và một kỳ duy nhất này thôi, giá là 2 triệu nha. Ở đây Nguyễn có một cây hồng Gia Lai. Đây là một cái cây cắt ở trên thân nha các anh chị nha.
cái đoạn trên này thì nó đã bị thắt rồi, nhưng mà khi mình trồng thì mình cũng trồng để cho nó dễ cố định lại. À, cây thì rễ đã rất nhiều đây nè, và hiện tại cây rất là khỏe và đang đi ngọn đây. Về kích thước cái mầm này thì chỉ tầm 2 cm thôi, và giá là 6 triệu cho cây hồng Gia Lai này nha các anh chị nha. 6 triệu hồng Gia Lai rễ ra rất là khỏe đây nè. Một viên bi hồng mỹ nhân nhỏ nhỏ. Cái này thì kích thước chắc phải tầm gần 3 cm, hơn 2,5 cm. Tầm 2,5 cm ha. Nó có một cọng rễ thôi. Anh chị nào chăm được thì chăm, mà thực tế ra này cũng không khó lắm đâu, tại vì cái viên bi này nó cũng đã mập thân rồi. Thì sau này nó lên một cái mầm gốc thì chúng ta chăm cái bộ rễ mới ha. Ở đây nó chỉ có một cọng rễ thôi nha. Đó. Thì cái viên bi này mình bán với giá là 4 triệu. Anh chị nào biết chăm thì chúng ta mua, nó rẻ thôi. Hồng mỹ nhân. Hồng mỹ nhân thì giống trong vườn tụi em có nhiều lắm. Anh chị nào muốn mua cây lớn thì ở đây có rất là nhiều những cây lớn lớn như thế này. Thì thôi, anh chị nào muốn mua cây lớn thì liên hệ riêng ha. 0961 851 766 ha. Đang mình bán một cái cây nhỏ như thế này thôi. Giá là 4 triệu. Tiếp theo thì là hai cái cây mình vẫn hay thường bán, đó là cây năm cánh trắng huyền thoại. Năm cánh trắng huyền thoại là một dòng cây năm cánh trắng, lưỡi bạc và mũi trắng. Cái dòng này thì ra thị trường rất là nhiều rồi. Cây này bản thân Nguyễn đặt tên ha. Cây số 1, 9 cm, mập thân, rễ là đã ấm chậu rồi. À, giá là 3 triệu cho cây số 1. Cây huyền thoại số 2 cũng giá là 3 triệu nha các anh chị. Kích thước 10 cm. Đó, hai cây năm cánh trắng huyền thoại. Đồng giá là 3 triệu một cây. Mật bông năm cánh trắng huyền thoại thì không xa lạ gì với các anh chị và các bạn nữa. Năm cánh trắng, lưỡi bạc và mũi trắng. Rất đẹp nha các anh chị. Loại này thì năm cánh trắng tinh. Tiếp theo thì là năm cánh trắng HO. HO và Phú Thọ thì mình vẫn bán thường xuyên thôi ha. Cây số 1. Năm sen. Giá là 1 triệu. Cây HO số 2. Chín sen. Cây này giá 1 triệu rưỡi. Cây HO số 3. Cây này thì vừa chớm thắt ngọn và đang mập thân, rất là đẹp, bộ rễ ok. Mười sen, giá là 1 triệu 7. Cây HO số 3 giá 1 triệu 7. Chậu năm cánh trắng HO số 4 thì nó gồm là một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu. 4 đầu và rễ ấm chậu. À, những cái đầu nhỏ này thì kích thước tầm 2 cm, cái đầu này thì khoảng tầm 3,5 cm. 4 đầu này thì chậu số 4 mình bán với giá là 2 triệu nha, nó 4 đầu. Chậu số 5 cũng một đầu, hai đầu, ba đầu, ba đầu này thắt ngọn và một đầu này thì đang đi ngọn rất là khỏe đây. Cái đầu đang đi ngọn là 8 cm. Thì chậu số 5 này mình bán với giá là 3 triệu nha các anh chị. Tại vì nó rất là đẹp, cái ngọn này các anh chị và các bạn mà nuôi là nó đi rất là khỏe nha. Chậu số 5 giá là 3 triệu. Những cái cây năm cánh trắng Phú Thọ thì chậu số 1 ở đây mình trồng để dưới sạp nè, để dưới sàn luôn nè các anh chị. Rễ nó bám từ dưới nè. Này chậu số 2. Chậu số 1 này thì rễ nó cũng chui xuống dưới rồi. Năm sen giá 300.000. Chậu Phú Thọ số 2 6 sen. Ở đây cái mắt này không biết còn hay không, nhưng mà mình tính cái cây này thôi. Giá 300.000 cây Phú Thọ số 2. Cây Phú Thọ số 3 8 sen, giá 350. Cây này thì nó mập hết rồi. Này các anh chị về làm mầm gốc được luôn ha. Mà mầm gốc của nó hình như cũng đang sưng nè. Cây Phú Thọ số 4. Chậu số 4 này gồm 2 cây.
Một cây này chắc tầm 5 sen, cây này thì tầm 8 sen. Giá là 450 cho chậu số 4, 450.000. Chậu Phú Thọ số 5. Chậu này thì được 14 sen. Thắt ngọn rồi. Chậu này thì giá là 400.000 cho chậu Phú Thọ số 5. 400.000. Hoa Phú Thọ mà nở tại đồng xoài nó đẹp lắm nha các anh chị. Đôi mắt rất là đậm. To, đậm. Tiếp theo là những cây năm cánh trắng Hà Tĩnh, rất là đồng đều và đồng giá là 500.000 một 500.000 một chậu nha các anh chị. 500.000 một kỳ, rất là khỏe đẹp. Năm cánh trắng Hà Tĩnh số 1, 10 sen. Các anh chị xem. Những cái cây này các anh chị về chỉ chăm tiếp thôi, không có vấn đề gì cả, rễ nó đã báo ấm chậu rồi. Chậu Hà Tĩnh số 2. 11 sen, đồng giá là 500.000 một kỳ nha. Chậu Hà Tĩnh số 3. 10 sen. Chậu Hà Tĩnh số 4. Hơn 10 sen. Chậu Hà Tĩnh số 5. 11 sen. Chậu Hà Tĩnh số 6. 11 sen. Cái dòng năm cánh trắng Hà Tĩnh á thì thân lá cây của nó phát triển rất là khỏe mạnh nha các anh chị, rất là khỏe mạnh và rất là dễ chăm. Mặc dù nó là cây đột biến nhưng mà rất là dễ chăm. Về bông của nó thì cực kỳ đẹp. Năm cánh trắng tinh, đôi mắt rất là gọn đậm. Hôm nay thì mình bán đồng giá là 500.000 một cây nha các anh chị. Tiếp theo là những cái cây tích lịch hỏa. Tích lịch hỏa là một cây ám, lưỡi bẹt và mũi trắng, khuôn bông cực kỳ đẹp nha các anh chị. Cây số 1. Mình bán đồng giá là 800.000 một cây. Tích lịch hỏa 800.000 một cây đồng giá nha. Cây số 1 nè. 8 sen, tất cả là rễ đã ấm chậu hết rồi nha các anh chị, rễ nhiều. Cây số 2. Thắt ngọn cũng 8 sen. Như thế này. Cây số 3 cũng thắt ngọn rồi. Cũng tầm 8 sen. Tích lịch hỏa, đồng giá là 800.000 một cây. Cây số 4 cũng đã thắt ngọn và chắc cũng tầm 8 sen, tầm đó. Rễ thì rất là nhiều đây. Cây số 5 cũng đã thắt ngọn, rễ ấm chậu. Đây là những cây mà mình làm trên thân rồi cắt xuống trồng đó các anh chị, 10 sen. Cây số 6. Cây số 6 này to nhất à. Cũng giá 800.000, 12 sen. Này, giá thể trồng đơn giản như thế này thôi. Bông tích lịch hỏa đây các anh chị xem nha. Đây cây này thì khuôn bông lưỡi tim, lưỡi bạc, mũi trắng đẹp, cây nở tại vườn. Các anh chị xem là cây mẹ nha. Cây mẹ, cây tích lịch hỏa là cái cây to nhất ở đây nè. Đây, thân lá rất là đẹp nè. Nhìn thấy chưa? Đây là thân lá cây tích lịch hỏa. Đó, chậu ra bông là chậu này luôn. Tiếp theo là dòng cây năm cánh trắng tuyết ngọc. Một mặt bông cũng rất là đáng để sưu tầm, rất đẹp nha. Cây số 1. Ông mình bán đồng giá là 250 một cây nha các anh chị. 250, 250.000 ạ. 7 sen. Thắt ngọn ấp chậu hết rồi. Cây số 2 cũng 7 sen. Cây số 3 cũng tầm 7 sen. Cây số 4 lớn hơn một tí, 9 sen. Tất cả rễ nó đã ấm chậu hết rồi. Cây số 5. Cây số 5 thì to nhất, 13 sen. Rồi mình bán đồng giá là 250.000 một cây nha các anh chị nha. Về mặt bông cây năm cánh trắng tuyết ngọc thì các anh chị và các bạn xem, cây này năm cánh trắng tinh, khuôn bông đẹp, đôi mắt nó là dạng mắt blue. Blue có nghĩa là nó đậm, đậm xanh đó. Rất là gọn. Cái lưỡi của nó thì nó có một cái nếp gấp để mà nhận dạng nó rất là dễ ha. Bông tuyết ngọc. Cây này thì về thân lá của nó xanh sạch nha các anh chị. Ở đây mình có một cái cây không còn lá. Và vừa rồi nó đã nở hoa ở đây một đợt, nở sớm. Bây giờ thì hiện tại đang ra nụ một cách tự nhiên. Đang có một đốt nụ, hai đốt nụ, ba đốt nụ một cách tự nhiên và đang có hai cái kỳ cũng tự nhiên hơn.
Ở dưới thì có hai cái chồi lở và đang lên một cái chồi gốc cực kỳ khỏe đây. Đó, một chồi gốc này rất là to khỏe, rễ thì đã ấm chậu rồi. Cây này là cây di linh trắng, nở hoa xuân một cách tự nhiên. Cây này là cây trắng tuyền, trắng tinh luôn nha các anh chị. Cái thân rụng lá này nè là được 80 cm và vừa rồi cũng ra hoa tự nhiên hai đốt rồi. Bữa nay nó ra tiếp ba đốt còn lại. Cây này thì các anh chị nào mà muốn chơi xuân chơi cái cây này. Trắng tinh luôn nha các anh chị, cây di linh trắng. Cây này thì cây mẹ mới để làm giống, nhưng mà anh chị nào muốn để chơi Tết, tại vì nó nở vào mùa xuân mà, từ giờ đến Tết thì chắc còn còn hơn một tháng nữa, tháng rưỡi nữa, khả năng thì nó nở cũng không biết ngày nào ha, tại vì nó cũng mới như thế này thôi. Thì cái chậu di linh trắng này mình bán với giá là 5 triệu nha các anh chị, tại vì nó là một cái chậu to. Cái thân này được 80 cm và cứng ngắt luôn rồi, đang có kỳ và mầm gốc như thế này. Mầm gốc thì đang lên rễ khỏe. Anh chị nào mà muốn chơi hàng xuân thì mua cây này, rất là đặc biệt ha, di linh trắng nở vào mùa xuân. Ngay tại Bình Phước nó cũng nở tự nhiên vào mùa xuân luôn, các anh chị xem đây. Đó. Chậu di linh trắng này giá là 5 triệu ha. Ở đây là những cái cây lọ lem, cây này còn gọi là cây huyết nhãn nha các anh chị. Cây lọ lem đồng giá là 200.000 một cây. Cây số 1 này, chậu này thì được 2 cây, một cây lớn một cây nhỏ. Tất cả ở đây rễ nó đã ấm chậu rồi. Cái mầm này kích thước tầm 4 cm. Đồng giá là 200.000 một cây. Cây lọ lem số 2. Cũng như vậy. Cây này thì chỉ có một cây thôi. Kích thước 5 cm. Cây lọ lem số 3. Này kích thước cũng tầm 5 cm, thắt ngọn, rễ ấm chậu. Cây lọ lem số 4, cây này kích thước khoảng tầm 7 8 cm ha. Cây lọ lem số 5. Cây này thì cũng tầm 6 7 cm. Tất cả đều đã thắt ngọn ấm chậu hết rồi và cây rất là khỏe đẹp. Cây lọ lem vừa mới nở tại vườn. Các anh chị và các bạn xem đây nha. Tất cả các giống ở bên Lan Trường Nguyễn Lâm là các anh chị và các bạn xem là tụi em tự làm giống và cây nở tại vườn nên độ chuẩn cây là tuyệt đối hết nha các anh chị. Cây lọ lem này thì cái lưỡi của nó khá là độc lạ so với lại tất cả những cây khác. Nó to và dài. Cây lưỡi đỏ mình mới lách ở trên những cái thân cây mẹ ở đây nè. Cây trong vườn đây, mình mới lách xuống. Thì cây lưỡi đỏ số 1 giá là 100.000. Mặt bông của nó thì mình gửi các anh chị các bạn xem sau nha. Cây mưa số 1 thì kích thước nó tầm 12 13 cm, 100.000. Cây số 2 120.000, kích thước tầm 15 cm. Cây số 2 này còn đi ngọn nè và rễ như thế này. Cắt cắt trên thân mẹ xuống nha các anh chị, chứ không phải lách. Cây lưỡi đỏ số 3 nè, rễ cả nùi. Ngọn còn đang đi. Cây này thì giá 150, 150.000. Kích thước 18 cm. Cây số 4 cũng 150.000. 15 cm. Và nó là mầm 52 nè, kỳ 52. Đây là rễ. Cây lưỡi đỏ số 5. Rất là lớn đây, cây này giá 200.000. Kích thước tầm 30 cm. Giá 200.000. Cây số 6. Rễ cả nồi đây nha các anh chị. Nó dài. Cây này thì nó dài hơn cây số 5 nữa. Tầm 35 cm á, cũng giá là 200.000. Cây số 7 cũng tầm 30 cm ha. Cũng đang đi ngọn và rễ cả nồi đây. Cũng giá là 200.000. Cây lưỡi đỏ, mặt bông cây lưỡi đỏ đây các anh chị. Nó là một dòng cây dễ hạt của rừng Campuchia ha. Cây này là một cây phi điệp Campuchia. Lưỡi đỏ đẹp. Nói chung mà các anh chị và các bạn sưu tầm giống thì chúng ta đa dạng mặt hoa, chúng ta chơi thì nó vui. Những chậu đùi gà 6 mắt, đùi gà 6 mắt giá là 250.000, 250 một chậu làm giống nha các anh chị. Đây, chậu số 1 nó gồm một mẹ và một con, một mang. Giá là 250, thân mẹ này được tầm 18 cm. Chậu số 2 cũng như vậy ha, cũng một mẹ và một mang. Thì cái mầm măng này thì khá lớn hơn, được tầm 10 cm rồi. Cây số 3. Một mẹ một măng.
250.000 một chậu ha. Cây số 4 cũng một mẹ một măng, măng này lớn. Cây số 5. Cây số 5 này thì 300.000. Cây số 5 thì lớn à. Hai thân này cả gan hết rồi. Chậu số 5. 300.000 ha, cây đùi gà 6 mắt. Bông đùi gà 6 mắt đây các anh chị. Đùi gà 6 mắt là một dòng đùi gà tròn nha, nó không phải đùi gà vàng, một dòng đùi gà tròn. Thì các anh chị nào mà ở vùng khí hậu mà có sự chênh lệch về nhiệt độ lạnh và nóng ở các mùa thì chơi cây đùi gà nó rất là hay, nó sẽ ra hoa đồng loạt rất là đẹp ha. Riêng cây này thì cây đùi gà 6 mắt, bông nó như thế này. Video bán hàng hôm nay đến đây là kết thúc nha các anh chị. Thì hôm nay có rất là nhiều mặt hàng các anh chị và các bạn chúng ta xem và lựa chọn. Thì các anh chị mua hàng thì vui lòng gọi qua số 0961 851 766. Địa chỉ Vườn Lan thì ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Facebook, Zalo là Lan Rừng Nguyễn Lâm. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video sau.